Tất cả dịch vụ về Liên Quân như nâng cấp skin hoặc săn quân huy và các vấn đề khác, các sếp bấm đại lý xem ở comment nha các sếp ơi. Khơ máu cho sự kiện đẩy xu, tuyên bố cho anh em về bờ hết, tặng 5.000 em Liên Quân để anh em tự làm sự kiện đổi hai dương skin. Anh em xuống comment để tham gia nhóm nhé. Và đừng quên ủng hộ Liên Quân 9 cành hoặc 50 cành bên đại lý để có động lực giúp đỡ mọi người với sự kiện lần này nhé. Vậy là chính thức Jujutsu Kaisen cũng đã gia nhập Liên Quân rồi, và chúng ta sẽ cùng xem các nhân vật trong Jujutsu Kaisen khi mà gia nhập Liên Quân thì sẽ ngầu như thế nào. Let's go. Wow. Ui, Gozo này các bạn. Đây là Chiron và Tulen. Trời, Seiza. Uầy. Sự kiện hợp tác thương hiệu mới. Ê ơi, ngầu quá các bạn ơi. Ngoại hình của Gozo thì cũng đã được hé lộ trong clip này rồi. Bùng nổ chú lực đánh bại Seiza. Đẳng cấp. Hello, xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Mình biết rằng rất nhiều bạn khán giả ở đây đang rất thắc mắc và rất là tò mò về cái hiệu kỹ năng của bộ trang phục Gozo khi mà là hóa thân của Tulen, lần hợp tác thương hiệu giữa Liên Quân và Jujutsu Kaisen. Chúng ta đang rất mong chờ ngoại hình và hiệu kỹ năng của Gozo. Và trước mắt các bạn đó chính là hình ảnh được hé lộ đến từ ngoại hình như các bạn nha. Ngoại hình của Goro thì các bạn thấy qua thân hình rất là mảnh khảnh, kiểu người cao dáng gầy. Ngoài ra thì trên trán có đeo một chiếc gọi là chiếc khăn đen, và đặc biệt là với mái tóc trắng thương hiệu. Đây là về ngoại hình nha các bạn nhé. Trong clip ngày hôm nay thì mình cũng sẽ đưa đến cho mọi người xem qua hiệu kỹ năng của cái bộ trang phục Gozo khi mà gia nhập vào Liên Quân. Đấy. Và ở đây thì kiểu gì các bạn cũng đã biết hết hiệu kỹ năng của Biron trong bộ trang phục hợp tác thương hiệu là hóa thân của Itadori Joji rồi. Thì mình sẽ không review lại nhân mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem qua hiệu kỹ năng đến từ bộ trang phục Gozo. Phải công nhận là anh gà rán rất keo kiệt khi mà không hé lộ ngoại hình trong trận đấu các bạn ạ. Nhận xét qua về hình ảnh trước mắt các bạn, đó chính là ngoại hình của Tulen trong bộ trang phục mặc định. Nhưng mà các bạn sẽ nhìn thấy một cái thông báo hạ gục Mega Q. Và đây là thông báo của cái bộ trang phục Gozo như các bạn nhé. Rất đẹp. Không chỉ thế, chúng ta còn có bộ kỹ năng, bộ nút bấm riêng cho bộ trang phục này. Với nút di chuyển và nút đánh thì các bạn có thể nhìn thấy một màu tím thật sự quá đẹp. Mình đang rất là mong chờ ở đây. Không biết là hiệu kỹ năng của nó ra sao thì chúng ta sẽ cùng phân tích nha. Đây rồi, tổng quan thì chúng ta sẽ nhìn thấy nội tại, chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3, hiệu ứng biến về và đánh thường của cái bộ trang phục Gozo này. Trước tiên là mình sẽ nhận xét qua về từng chiêu thức một nha mọi người. Trước tiên là các bạn sẽ cùng quan sát qua về nội tại này. Ấy, uầy, nội tại các bạn nhìn thấy qua chủ yếu là màu đỏ, và đặc biệt xung quanh người sẽ là những cái quả cầu tròn. Hiệu ứng kỹ năng là màu đỏ nhá. Ê ơi, nhìn đẹp quá các bạn, đỏ này đỏ đậm luôn. Đây là về cái nội tại thì các bạn nhìn thấy mình có phóng to lên cho các bạn xem rồi đấy. Đối với chiêu 1 thì khi mà tung ra thì chúng ta cũng sẽ tung ra, đó chính là những cái quả cầu màu đỏ. Và không biết là hiệu kỹ năng này nó đã chi tiết hay chưa, khi mà Liên Quân thì người ta cũng đã đăng tải lên hình ảnh chính thức cho mọi người. Ấy, hết chiêu 1 thì chúng ta sẽ có chiêu 2. Chiêu 2 thì các bạn biết rồi, chiêu 2 thì sẽ là lướt. Và khi mà lướt thì mình cũng sẽ nhìn thấy đó chính là hiệu ứng của gió màu xanh. Đấy, đây là hiệu ứng của gió này, giống kiểu gió đấy các bạn ạ. Khi mà phóng to để các bạn có thể quan sát được kỹ hơn. Thật ra thì đây là hình ảnh để chúng ta có thể xem thôi. Đây là hiệu kỹ năng chính thức nha mọi người nhá, chứ không phải là tham khảo. Còn hiện tại mình không biết là có đầy đủ hay chưa, nhưng mà phải có một cái clip review hẳn cơ thì lúc đấy chúng ta mới cảm nhận được. Còn với chiêu 3. Đối với chiêu 3 thì hình như bắn ulti là bắn lôi điểu ra. Mình đang nhìn thấy giống kiểu bắn của lỗ hổng không gian. Xin lỗi mọi người là mình cũng chưa xem Jujutsu Kaisen bao giờ, nên là mình cũng không biết là Gozo chúng ta sẽ dùng trưởng như thế nào. Nhưng mà nhìn qua về chiêu 3 giống kiểu cái lỗ đen quá, bởi vì mình thấy có quả cầu màu đen kia kìa. Ấy, hết nội tại chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3 thì chúng ta đến với hiệu ứng biến về. Đố các bạn biết được rằng hiệu biến về của bộ trang phục Gozo đang làm gì? Ấy, quan sát qua hình ảnh thì Gozo chúng ta đang đứng cạnh đó chính là một quầy bánh nha mọi người nhé. Cụ thể sẽ là quầy bánh Daifuku, theo như mình tìm hiểu là như thế nhé các bạn. Tiếp đến là hiệu ứng đánh thường. Sời, quá đẹp đúng không nào. Cụ thể Liên Quân có đăng bài như sau:
Liên Quân chính thức cũng đã đăng bài tuyệt chiêu của Satoru Gojo được hé lộ. Trong trang phục hợp tác lần này, chúng tôi giới thiệu hiệu ứng đặc biệt của vô hạ hạn nghịch đảo xích và ấn tượng nhất là hư thức tử. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tạo nên hiệu ứng biến về thể hiện cảnh Gojo đang mua bánh Daifuku ấy. Các kiện tướng đã có thể thưởng thức những nội dung nguyên bản mọi lúc rồi. Hơn nữa, các chuyển động sảnh chờ và hoạt ảnh di chuyển đã cũng rất tinh tế. Ngoài ra còn có nút bấm độc quyền trang phục nhé. Thông báo hạ, Imoy và Avatar đang chờ bạn thu thập. Đấy, đối với Avatar hoặc là Imoy khả năng cao sẽ được free đấy các bạn ạ. Thế thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi thôi. Chỉ ta mới có thể ngồi lên được ngai vàng của đấng chí tôn. Tại sao phải làm vua khi ta có thể làm thần? Ngươi không biết được tham vọng của ta đâu. Ha 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 ha. Tính ra thì tham vọng của Tu Len bá quá các bạn ạ. Tham vọng được làm Gojo và cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. Liên Quân xác nhận hợp tác với Jujutsu Kaisen. Đầu năm thì Liên Quân tiết lộ là hợp tác thương hiệu và cũng không biết là hợp tác với thương hiệu nào, nhưng mà cũng đã công bố rồi. Đầu tháng 11 chúng ta sẽ hợp tác với Jujutsu Kaisen nha các bạn nhé. Ôi dồi, Butterfly để mình hỗ trợ, để mình trả thù cho bạn này. Zamba Hayate này. Đó, đi ganh hợp lý phát là có mạng luôn. Quá thơm. Ma Vương Tu Len thì kể cả không được tăng sức mạnh, nhưng mà mình khẳng định với các bạn ra mắt bộ trang phục mới thì anh em cũng book rất nhiều bộ trang phục Gojo. Bởi vì anh em cũng rất là nhiều fan cuồng Gojo đúng không nào? Nhưng mà riêng Biron, Itadoji, Juji thì cần phải có tác động nhé. Tác động vật lý, cần phải có tác động đến từ Liên Quân thì các bạn mới book cái bộ trang phục đấy nhiều. Vậy nên là cũng đã có thông tin rồi các bạn ạ. Thông tin đó chính là ngày mai. Ngày mai thì Liên Quân cũng sẽ cập nhật bổ sung, và trong phiên bản cập nhật bổ sung chính thức, Biron sẽ được tăng sức mạnh. Không phải tự nhiên được tăng sức mạnh đâu, thì cũng đã công bố rồi. Gojo sắp sửa, xin lỗi mọi người, Biron thì cũng sắp sửa có cái trang phục Itadori Juji rồi, mà với sức mạnh hiện tại thì mình nghĩ là nhiều bạn ít múc quá, thế nên là tăng sức mạnh để bán skin. Đây là mình bóc phốt thẳng luôn đấy các bạn, là bóc phốt gà rán thẳng luôn, chứ mình cũng chả có nói ý nói tứ đâu. Nói như vậy thì chắc chắn các bạn cũng đã biết rồi. Rồi thôi, bình tĩnh là anh Zuka ơi. Thôi anh đánh đau thế. Này thì Zuka này, lôi điểu. Này thì Zuka này. Đố canh bắt được em. Rồi Zamba Kahi bắn vào không khí à bạn ơi. Thế là mình sống sót rồi nha. Đấy. Thật ra thì mình cũng đang tính làm clip Biron để thông báo cho mọi người, nhưng dạo gần đây mình làm Biron nhiều quá. Cái thông tin tăng sức mạnh thì mình mới biết chiều hôm nay thôi. Thế nên là Biron chúng ta được tăng sức mạnh vào ngày mai khi mà chúng ta có cập nhật bổ sung. Và với lần tăng sức mạnh cụ thể ra sao thì các bạn có thể quan sát qua trên màn hình mình có để lại cho mọi người. Mặc dù làm clip về vị tướng Tu Len nhưng mà mình vẫn muốn trình bày về vị tướng Biron, bởi vì đây là mình bóc phốt các bạn ạ. Bóc phốt gà rán tăng sức mạnh tướng để bán skin chắc chắn 100%, chứ không phải tự nhiên mà tăng sức mạnh vị tướng Biron đâu nha mọi người nhá. Tăng rất nhiều luôn ấy, chứ không phải tăng đơn giản đâu. Đấy, thôi bóc phốt hơi nhiều, bây giờ mình sẽ tập trung vào trận đấu. Đánh Tu Len là cần phải xanh, phải xanh. Trời đất ơi, cái lôi điểu bắn cực kỳ thốn luôn. Và bây giờ lôi điểu của mình nó lại sắp hồi rồi. Các bạn lưu ý lôi điểu mà khi mà kết liễu đối phương thì giúp ngắn khoảng thời gian lôi điểu hồi được rất nhanh nha. Bắt lẻ luôn này, rô này. À, tính bắt lẻ mà ai ngờ có thêm cả ghi đu thế này. Nó bảo kê thì khó chịu vô cùng. Vô cùng khó chịu. Em lên em cấu rỉa một tí thôi mà dã man con ngan ạ. Mình vẫn còn thở. Còn thở là con gỡ. Còn thở là con gỡ. Violet bắn đi bạn ơi. Trời ơi, yếu quá. Đây là một trận đấu quá cân bằng nha các bạn nhé. Quan sát qua điểm bạ gục là team mình vẫn có đang thua này. Chênh lệch không quá nhiều. Mình vẫn ốm các bạn ạ. Thế là cái giọng của mình thì thật ra các bạn nghe nó cũng đang bị kiểu lạc tiếng ấy. Mong các bạn thông cảm nhé. Ốm thôi. Nói chung là giao mùa, thời tiết giao mùa. Thế nên các bạn cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe. Đừng để bị ốm nha. Mọi người nhớ mặc ấm vào. Đặc biệt anh em ở miền Bắc. Bởi vì mình ở khu vực miền Bắc mà. Đang nắng chang chang, sau một đêm một phát lạnh dã man các bạn xuống mười mấy độ C, ai mà chịu nổi. Ấy làm cho mình cũng bị tụt xuống còn mấy cm thôi. Đấy. Hiệu ứng kỹ năng thì lúc đầu mình cũng đã review hé lộ cho mọi người rồi nhá. Chúng ta chỉ có hình ảnh về hiệu kỹ năng chính thức của bộ trang phục Gojo thôi, chứ còn chưa có video. Liên Quân thì người ta vẫn đang giấu các bạn ạ, như kiểu mèo giấu cứt vậy đó. Giấu rất là kỹ luôn. Thế nên là kể cả mod thì cũng không mod được. Đấy, có hình ảnh hé lộ thì mình cũng đưa đến cho mọi người để các bạn đỡ hóng. Chứ còn chắc chắn là các bạn cũng đã hóng với cái màn tổng hợp skin mới của mình. Thì các bạn cũng hỏi Gojo đâu, sao không có Gojo. Thì thật sự có đâu mà review các bạn.
có cái gì thì mình review cái đấy thôi. Bây giờ tạm thời là mình sẽ cần phải đẩy lính khu vực đường giữa nha mọi người nha. Nhưng mà bây giờ chưa thấy Kahi xuất hiện. Kahi nó đâu rồi ấy nhỉ? Ủa, team địch đâu hết ở đây, Kahi đây này. Ôi dồi ôi, thêm cả Zone. Mà tính ra team địch nó cấu rỉa thốn lam cơ. Nội tại vô tận tên của Zone và kèm theo đấy cơn mưa nước đái của Kahi. Ui dồi ôi, ui dồi Ozuka, ui dồi. Dã man, tí nữa thì chết ạ. Làm cái gì mà căng vậy? Vai cả trưởng team địch nó ép đường giữa mà bây giờ chỉ có một mình trong khi mình còn một cục máu như thế này, đồng đội của mình không ai hỗ trợ. Helen thì tập trung farm đường trên chịu luôn. Helen thì bạn đẩy lính kiểu gì? Helen đáng ra phải đi cùng đồng đội bảo kê chứ, Helen đi farm lính thế kia thì bao giờ mới xong. Giờ không ai thủ trưởng đường giữa là mất ngay. Mình thì bất đắc dĩ rồi, mình phải về nhà hồi máu đấy. Đường giữa không ai thủ luôn. Chán rồi, chịu rồi. Mất phát hai trụ đường giữa này đánh như kiểu quang game. Mình còn nhiều máu thì chắc chắn mình sẽ ở lại thủ, nhưng mình còn chút máu thì mình phải về. Thế này không thể trách mình được. Thua nhiều trụ như thế này là thua nhiều vàng, mất quá nhiều lợi thế. Các bạn nhìn qua trụ team mình này, mới lấy được một trụ team địch thôi, mà trong khi đó team mình mất quá nhiều trụ rồi. Mà đặc biệt là đâu có xanh đâu. Cả team ăn 3 mạng, một mình ăn 3 mạng đây. Căng quá rồi, lại kéo nhau lên đường trên rồi. Chết giờ rồi, kéo mình bị quay. À may quá, không có ai lên quay mình. Mình tưởng team địch nó lên úp sọt mình cơ. Thôi tập trung farm thôi. Thường thường đánh tu lên các bạn cố gắng làm sao đứng sát nha. Đứng sát lướt chiêu 2 các bạn tích được nhiều điểm nội tại hơn. Đặc biệt thêm cả chiêu 1 nữa các bạn tích được 3 điểm. Chiêu 2, chiêu 1 nếu như mà các bạn sử dụng chuẩn thì các bạn sẽ triệu hồi nội tại luôn. Nội tại sẽ là lôi điện. Thì chiêu cuối sẽ là lôi điểu nha các bạn nha. Đánh nhau, ôi trời, đánh nhau. Đi lẻ thế này thì ai đỡ được đây. Trời đất ơi, đây lôi điểu này. Chết chứ còn gì, nhưng mà chỉ là mạng hỗ trợ. Khó thật. Không lên được quá nửa bản đồ luôn ý. Bây giờ là team mình không lên được quá nửa bản đồ. Đâu có kiểm soát được trận đấu đâu các bạn. Thôi thì bây giờ cố gắng kéo về late game. Mà thật ra thì late game team mình cũng rất khó để ăn được team địch nha. Hơi bị nhiều sát thủ một chút. Bây giờ thì mình sẽ chơi theo trò bắt lẻ nhá. Chơi theo kiểu núp bụi thần trưởng. Lộ mất rồi, dí luôn Zuka này. Zuka này. Úi rồi chạy về mách mẹ. Có lôi điểm mình bắn luôn cho quả đấy thì bạn ấy còn chút máu chắc chắn là về. Được cái chiêu cuối tu len thì nó hồi nhanh. Tại vì sao người ta gọi là ma vương tu len? Đối với những bạn nào mà mới chơi Liên Quân thì các bạn không biết. Các bạn cứ nghĩ là tu len nó khỏe. Khỏe lắm, khỏe vừa. Nhưng mình nói thật với các bạn ấy, tu len nó khỏe thật. Nó khỏe thật đấy các bạn ạ, chứ không phải lời đồn đâu. Không phải tự nhiên được mệnh danh là ma vương tu len đâu, con cưng tu len đâu. Nhiều trang phục là cái thứ nhất. Đấy, hết bộ này không thích mặc thì mặc bộ khác. Đối với các anh em Rick Kid sở hữu nhiều trang phục. Ngoài ra thì sức mạnh ổn định, ít bị giảm sức mạnh. Mà vị tướng nào động đến tu len là y như rằng vị tướng đấy sẽ bị giảm sức mạnh. Các bạn cứ để ý đi. Sợ quá cơ, chỉ có Zone lẫn cả Gidu thôi nó khuấy đảo cả team mình. Ui giời, nó xấy thế này. Gidu chết rồi, để mình xử lý Zone nhá. Hổ báo này, Zone vừa xong húng quá. Mà không biết đánh với late game bắt nổi không. Vừa Hayate vừa Zone, bộ đôi late game siêu mạnh. Thêm quả Kahi nữa và Gidu nữa. Gidu nó lên full phép một trưởng nửa cây. Build đồ dành cho vị tướng tu len thì mình sẽ lên đồ như sau. Mỗi người đều có một phong cách lên đồ riêng, thế nên các bạn có thể tham khảo hoặc các bạn có thể để lại comment xem đồ của các bạn nên dành cho vị tướng tu len nó như thế nào. Đấy, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận để đưa ra một cái build đồ nó hợp lý nhất. Trang bị đầu là giày kiên cường không thể thiếu được, bởi vì sao? Khi mà tiên địch có Gidu phải lên giày kiên cường, không lên giày kiên cường là chúng ta bị khống chế đến chết luôn. Đấy, thế nên lưu ý giúp mình cần phải lên giày kiên cường để khắc chế Gidu nha. Ngoài ra sẽ là mặt nạ Merit, rồi đến vương miện Amex, rồi đến trượng hỗn mang, quả có băng xương, trang bị cuối cùng sẽ là sách thánh. Từ từ Diêu ơi, lôi điểu KS thần trưởng, KS thần trưởng này, uầy cái mạng chấm dứt luôn các bạn ạ. 325 vàng là cái mạng chấm dứt. Đố anh bắt được em Gidu ơi, đố anh bắt được em, không bắt được làm tó. Đuổi đi, a hi hi, uầy đau thế. Vãi trưởng nó bắn cho quả, tí nữa thì chết các bạn ạ. Càng thật sự luôn. Đấy, Kahi bây giờ cũng cay cú, không giết được mình mặc dù bạn ấy đầu tư cả tốc biến. Thôi, bye bye chị Kahi, em là em về đây. Em không có thời gian chơi với chị đâu.
Được cái thì Tulen rất cơ động nha mọi người nhá. Thì các bạn tha hồ mà lướt, nhảy múa lướt, kiểu gặp như là chiêu của Kahi chúng ta có thể ném được dễ dàng. Gặp chiêu Kahi nó sấy chiêu cuối thì các bạn có thể đầu tư tốc biến dành cho các vị tướng kiểu như là kém cơ động. Chứ còn Tulen thì dùng chiêu 2 lướt là được rồi. Đánh suốt từ vừa đấy đến giờ mình cảm giác là team mình không bật được luôn các bạn ạ. Không bật được ấy. Nào bắt thử Gidu nhá. Gidu còn nửa cây, các bạn tin mình bắt được không? Phải tin mình, các bạn phải có niềm tin với mình nhá. Gidu ơi. Ô, vãi đạn nó về rồi à? Chịu luôn ạ. Mình tưởng Gidu nó đi qua, thế là mình núp bụi, ai ngờ nó về thẳng. May là các bạn không đặt niềm tin với mình. Nào, AJT này. Một chiêu thôi là đủ rồi. Thế là đủ rồi, đủ cho cuộc tình rồi. Ôi, Gidu ạ, bắt đi. Mình cơ động lắm, bắt làm sao được ạ. Ớ bờ cờ giờ đờ. Ứ thể tin nổi luôn. Gidu các bạn thấy nó bắn một chiêu thôi mất cả cục máu ạ. Chết dở rồi. Uầy. Hơi toang. Hơi nát. Toang và nát quá cơ. Sợ thật, team mình bị lùa này. Bây giờ là Helen đi solo được với Gidu thì mình cũng chịu luôn ạ. Phải cả trưởng Helen đi solo với Gidu xong để cho nó thả thính và cuối cùng là Kai nó ra nó quất kìa. May là Helen được cái hồi máu chứ không quả đấy bạn chết ngay. Anh em chờ mình nha. Đánh như bỏ đội nón vậy, vài led chat như vậy không biết là có dính dáng đến mình vơ đũa cả nắm hay không, chứ còn mình cũng đã cố gắng lắm rồi. Trận này thật sự là mình cũng đã cố gắng lắm rồi đây này mà mình không bật được cái trận đấu. Bật ở đây là chúng ta đè lại trận đấu, lật ngược lại thế trận nhá. Chứ còn bây giờ không lật được các bạn là mình đang đánh tròn vai thôi. Ở đây là mình đi ganh ổn định và cũng ăn được mạng nhưng mà không đẩy được. Bắt luôn Zuka. Zuka máu rất mỏng. Đây là chiêu cuối của mình, nó còn chưa cả bắn ra đâu là mình có mạng của Zuka rồi. Khắc chế Tulen thì tất nhiên các bạn cứ đóng cho mình kháng phép như là huân chương choi lẫn cả giáp Gaia là ổn là được. À có zone. Để mình dồn đam xem. Ý xời. Mình dồn đam là bạn ấy mất nhiều máu rồi, Zil chỉ việc lao vào vét thôi. Bây giờ làm sao nuôi béo được Zil. Thì lát nữa thì mình mới có cơ hội lật kèo. Đấy, mãi mới lấy được cái trụ nữa đây này. Suốt từ vừa nãy đến giờ mình thì cũng sắp full đồ rồi nhá. Trời đất ơi, một người làm một người phá. Cứ ăn được một mạng xong lại chết thế này. Để mình quay lại này, mục tiêu của mình sẽ là Hayate nhá. Phải bắt được Hayate, thịt được thằng Hayate. Chiều cuối sẵn sàng này. Một phát không chết được. Ờ vãi cả đạn, mình có mạng chấm dứt ạ. Ô, ảo ma thật sự luôn. Bắn lôi điểu không chết được Hayate. Hình như Hayate vừa xong đâm đầu vào trụ chết thì phải. Thật sự có những cái mạng mà mình không thể tin nổi ấy. Nó đến quá bất ngờ. Các bạn chắc chắn là các bạn sẽ biết được phát đấy là mình bắn cái lôi điểu có chết được đâu. Nhưng mà chắc là Hayate đâm đầu vào trụ. Ok, bây giờ là còn zone lẫn cả Kahi này. Zil hay quá bạn ơi, bạn không dồn chết được ai. Bạn chết mất rồi. Giờ Zil một combo không giết được ai cả thì đánh đấm làm sao được đây. Mà bây giờ mình khó tiếp cận được zone lắm. Zone nó sấy nội tại vô tận tên phát nửa cây rồi. Đỡ sao. Bây giờ muốn thắng được ấy thì mình phải bắt lẻ là cơ các bạn ạ. Phải bắt lẻ được. 14-18 đây này. Trận này phải quyết tâm lật được kèo. Đây rồi, đông vui. Để sẽ bắt lẻ được không nhá. Bắt lẻ không giết được Kahi. Cụ ra đi là chân lạnh toát rồi. Công việc còn lại để cho Butterfly cố lên. Cố lên đồng đội ơi, cố lên, hay quá. Ôi rồi. Cố kiểu gì thành quá cố này, chết cả hai này. Team địch thì hiện tại cũng mất khá nhiều, mất 4. Team mình mất cũng nhiều các bạn ạ. Team mình mất 3. Mà Seda bạo chúa thì cũng đã sắp xuất hiện rồi nhá. Seda bạo chúa có rồi. Vãi trưởng Zil một mình solo Seda bạo chúa ạ. Ảo thật. Trời đất ơi. Không biết ăn nổi không đây. Ôi,
cắm luôn cả cái trừng trị, cái tê tái chịu. Máu thật sự. Chưa ăn xong cái con này đã cắm luôn cái tê tái, bây giờ nó ra cướp thì lấy đâu ra tê tái để mà ăn nữa. Mà Jill bây giờ không còn quá nhiều máu, Helen lấy đâu ra đam mà ăn cái con xe ra. Ôi làng nước ơi, mình cũng không hiểu tim mình đang làm cái gì nữa. Bỏ thôi chứ bây giờ ăn làm sao được xe ra. Đấy, Helen chết rồi, mình thôi chịu. Bỏ xe ra đi nha. Mình nghĩ là Jill là bạn ấy cũng đang tính cướp. Rồi xong, Jill cũng chết trước khi xe ra bị ăn. Toang. Thở hoang toang các bạn ạ. Bây giờ cố gắng giữ lại trận đấu để xem mình bắt lẻ được ai hay không. Có Zuka, núp bụi. Mình dồn đam được Zuka đấy. Thế này, dồn đam được Zuka đi này. Một combo mặt Zuka. Úi rồi ôi, chết luôn chứ còn gì. Rồi, mới bắt lẻ được Zuka thôi. Còn bây giờ tin địch còn 4 người cơ. Gidu ơi, tha cho em. Anh ơi, ây à, vãi trưởng ở Gidu full phép thì chịu. Bắn đau thế, thua rồi. Ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi các bạn ạ. Thua mất rồi, mình bất lực. Bye bye mọi người, bye bye.